Nam Mô A Di Đà Phật Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 219 Người Giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không Xin mời mở Kinh văn Khoa hội Kinh văn tờ thứ 28 tám Kinh dân xem từ Hàng thứ năm Hàng dĩ bố thí trì giới nhẫn nhục Tinh tấn thiền định trí huệ lục độ chi hạnh giáo hóa an lập chúng sanh Trụ ư vô thượng chân chánh chi đạo cái đoạn nhỏ này lần trước chúng ta đem lục độ giới thiệu qua rồi ngày nay chúng ta phải nói rõ hai câu phía sau này giáo hóa an lập chúng sanh trụ ư vô thượng chân chánh chi đạo chúng ta đọc hai câu kinh văn này đặc biệt là sinh hoạt ở trong xã hội hiện đại cảm xúc của chúng ta đặc biệt nhiều đích thực có thể thể hội được tính trọng yếu của thế tôn giáo huấn xã hội ngày nay có thể nói gia đình bị phá vỡ phong tục xã hội lương thiện bại hoại trong trường học xem thường đi giáo học luân lý đạo đức tạo thành hỗn loạn bất an cho xã hội hiện đại thiên tai nhân hòa triền miên rất nhiều người nói với tôi họ gần như phát hiện ra cái thế giới này chân thật sẽ sắp đến ngày hủy diệt loại lo lắng bất an này không phải không có nguyên nhân thánh hiền chúng ta trước giờ không mê tín vì bảo chúng ta phải dùng trí huệ để quan sát quan sát hiện tượng của vũ trụ trong hiện tượng hiện tượng là một loại phản ứng của quả báo nhân hạnh là nhân tâm hành vi tạo tác của người đó Mới là chánh nhân Trên Kinh Đại Thừa thường nói Y báo tùy theo chánh báo chuyển Cho nên chúng ta tỉ mỉ quan sát y báo Y báo chính là hoàn cảnh đời sống của chúng ta sau đó quay đầu lại tỉ mỉ quan sát xã hội đại chúng khởi tâm động niệm lời nói việc làm của họ họ đang nghĩ những gì họ nói những gì họ làm là những gì thế là Kiết hùng họa phước Đại cái liền có thể Có phán đoán tương đối chuẩn xác Con người Không phải thánh hiền Làm sao có thể không có lỗi lầm cho nên cổ thánh tiên hiền rất là xem trọng đối với giáo dục cho ngày sau việc này cùng trong phật pháp đã gọi là duyên sanh là cùng một đạo lý Chúng ta ở trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Chú Sớ của Đại Sư Thiện Đạo Đại Sư Ngài nói rất hay Nói ở duyên ngộ không đồng mà thôi Lời nói này nó được quá tốt do đó người thông minh người có trí huệ họ muốn cho con cái của chính mình cho giảng bối học trò của chính mình sáng tạo ra duyên tốt nhất chúng ta mới xem thấy cái gì tâm yêu thương cái gì là từ bi chân thật là phải cho người tuổi trẻ cho đời sau cái duyên thù thắng nhất chỉ có duyên thù thắng chúng ta mới có thể học được chánh pháp chúng ta mới có thể học được chánh đạo như vậy liền mang đến cho chúng ta đời sống an định hòa bình hạnh phúc mỹ mãn thích ca mâu ni phật xuất hiện ở thế gian này chế tạo ra cho chúng ta Thiện duyên học tập thù thắng không gì bằng xem thấy thánh triết cổ xưa của chúng ta tôn giáo phương tây những vị giáo chủ sáng giáo Đều tạo ra Duyên phận học tập Tốt nhất cho thế gian Loại ân đức này Thực tế siêu dược hơn cha mẹ Cha mẹ yêu thương đối với chúng ta Chăm sóc đối với chúng ta Là một đời những đại nhân thánh thần này chăm sóc quan tâm của họ đối với chúng ta là đời đời kiếp kiếp là vĩnh hằng mà không gián đoạn chúng ta được lợi ích rất là thù thắng từ nơi kinh vô lượng thọ giải quyết vấn đề xã hội hiện đại đoạn kinh văn này chính là khai thị tốt nhất phật đà dạy chúng ta dùng tứ nhiếp pháp lục độ tứ nhiếp là tiếp xúc giữa người với người người tiếp xúc với hoàn cảnh tự nhiên người tiếp xúc với thiên địa quỷ thần ở trong tiếp xúc chúng ta làm thế nào kiến lập một quan hệ tốt đẹp đây là dùng tứ nhiếp pháp sau khi xây dựng quan hệ thì phải dùng lục độ dùng sáu cái điều này cho nên hằng dĩ bố thí hằng là vĩnh hằng không có gián đoạn vĩnh viễn không có thay đổi bố thí ý nghĩa chính ngay chỗ này chính là phục vụ thông thường chúng ta nói vì nhân dân phục vụ ở trong phật pháp phạm vi càng lớn vì tất cả chúng sanh phục vụ đây là bố thí cho nên chúng ta xem thấy những danh từ này Xem thấy bố thí Lấy tiền tài vật chất giúp đỡ người khác Đây chỉ là một loại phục vụ Của chúng ta trong vô số hạng mục Việc này phải nên biết Chỉ cần xem thấy chúng sanh Có khó khăn Khi cần phải giúp đỡ Chúng ta lập tức Đưa tay ra cứu giúp Thì phải giúp đỡ họ Trên dương đài lầu 4 Cư sĩ Lâm kiến tạo Thiên thủ thiên nhãn Nghe là đại biểu cái ý nghĩa này Thiên thủ thiên nhãn Trong bàn tay đó có một con mắt Đây là ý nghĩa biểu pháp vì bảo chúng ta khi xem thấy lập tức liền phải đưa tay ra mắt thấy tay đến không được chậm trễ đi giúp đỡ tất cả người cần đến giúp đỡ không có do dự không có hối hận tận tâm tận lực giúp đỡ người khác cũng có lẽ có đồng tu hỏi tại vì sao chúng ta phải làm như vậy nhất là ở vào xã hội hiện đại chúng ta có khó khăn người khác đều không giúp ta người khác có khó khăn tại vì sao chúng ta phải giúp người khác người đọc sách thánh hiền người đọc sách phật họ tường tận gặp được chúng sanh có khó khăn không thể đưa tay ra cứu giúp là họ không hiểu những đạo lý này. Nếu như họ chân thật hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, họ tất nhiên giống như Phật Bồ Tát vậy. Mắt thấy tai đến. Do họ không tường tận Quay đầu nhìn lại chính chúng ta Lại không phải là như vậy hay sao Tôi trước khi chưa học Phật Rất bỏng sẻ Người ta có khổ nạn như thế nào Khi tôi xem thấy Cũng không để ở trong lòng Cũng không chịu giúp đỡ họ Vì sao vậy Không hiểu Không biết được người khác cùng ta là quan hệ gì sau khi tiếp nhận giáo huấn thánh hiền độc tụng đại thừa dần dần mới tường tận ở trên kinh phật thường nói hư không pháp giới tất cả chúng sanh cùng ta là một thể thí dụ hư không pháp giới tất cả chúng sanh đây là đại ngã giống như cá nhân chúng ta chúng ta chính mình là tiểu ngã chính là một tế bào trong thân thể chúng ta người khác cũng là một tế bào trong thân thể quan hệ của chúng ta rất là mật thiết cho nên giúp đỡ chúng sanh chính là chân thật giúp đỡ chính mình tự tha không hài chúng ta hiểu được cái đạo lý này Không chỉ tất cả người Cùng chúng ta là một thể Chúng ta rất quan tâm Vô điều kiện Yêu thương Quan tâm Tôn kính Hiệp trợ Chúng ta đối với động vật Thậm chí đối với mũi kiến chúng ta đối với thực vật cây cối hoa cỏ đều có thể bình đẳng yêu thương bình đẳng quan tâm hiệp trợ đây là học được từ trong kinh sách mà có đây chính là nói con người không thể không tiếp nhận giáo dục không thể không tiếp nhận giáo dục của thánh hiền ngạn ngữ chúng ta thường nói không nghe lời người xưa chịu thiệt ở ngay trước mắt cái gì là người già Khổng lão phu tử là người già. Mạnh phu tử là người già. Cổ thánh tiên hiền đối với chúng ta mà nói đó là người già. Ở trên lịch sử đại học giả. Đại thánh đại hiền thành tựu của họ là chúng ta không cách gì tưởng tượng thành tựu của họ là quán thông học thuyết của cổ thánh tiên hiền thông cái chữ này quan trọng người trung quốc thường nói chánh thông nhân hòa vì thông quá quan trọng. Ngang dọc trên dưới họ thấy đều quán thông, con người này gọi là đại thánh đại hiền. Tôi nói lời nói này ý nghĩa rất sâu, rất rộng. chúng ta phải bắt chước chúng ta phải học tập họ có thể quán thông chúng ta cũng có thể quán thông thực tế mà nói thánh hiền chư phật bồ tát đều là kỳ vọng chúng ta giống như họ vậy không thể ở dưới họ chúng ta có năng lực quán thông hay không đáp án trên kinh điển là khẳng định bạn xem trong phẩm như lai xuất hiện của kinh hoa nghiêm phật đã nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng như lai như lai trí huệ đức tướng giống như lời tán thán thượng đế trong tôn giáo vậy toàn tri toàn năng không gì không thể, không gì không biết. Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, mỗi một người chúng ta đều là như vậy, đều có cái năng lực này, đều có cái trí huệ này. Mỗi người đều là bình đẳng. Tại vì sao trí huệ năng lực của chúng ta mất đi rồi? nguyên nhân gì mất đi rồi phật nói với chúng ta chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc đây là một lời thông hết bổn tánh chúng ta vốn dĩ đầy đủ trí huệ năng lực là bởi vì vọng tưởng của chúng ta bởi vì phân biệt của chúng ta bởi vì chấp trước của chúng ta như vậy mất tiêu rồi cái mất này không phải chân thật mất đi các vị đồng tu phải ghi nhớ phật pháp cái mất này gọi là mê mất mê mất đến hôm nào bạn phải giác ngộ cái trí huệ năng lực này bạn lập tức liền hồi phục cho nên nó có thể hồi phục nó không phải chân thật mất đi hay nói cách khác tạm thời mất đi thánh nhân giáo huấn đối với chúng ta mục đích không gì khác không ngoài là giúp chúng ta hồi phục lại trí huệ đức năng tự tánh mà thôi mà loại trí huệ đức năng này là viên mãn là cứu cánh là trên dưới ngang dọc thông đạt bởi vì chúng ta mê đã quá lâu mê mất quá lâu rồi không phải một đời này người hiện tại tin tưởng luân hồi người tin tưởng có đời trước đời sau càng ngày càng nhiều chúng ta từ tin tức của phương tây cái tỷ suất này mỗi năm đều nâng lên cao đây là chân tướng sự thật chúng ta đời đời kiếp kiếp đều mê mất tuy là chư phật bồ tát những thần thánh này cũng là đời đời kiếp kiếp đến giáo huấn chúng ta cái ân đức này đối với chúng ta là quá to quá lớn tại vì sao chúng ta vẫn không thể hồi phục tánh đức của chính mình ở trong phật pháp lấy một câu thuật ngữ để nói nghiệp chướng quá nặng lời nói này nó được không sai thế nhưng cũng không phải hoàn toàn đúng vì sao nói không thể hoàn toàn đúng nếu như chúng ta chỉ là trách chính mình nghiệp chướng quá nặng bạn đến hôm nào mới có thể xuất đầu Cho nên không thể hoàn toàn nói là đúng Lời của Đại sư Thiện Đạo Nói được có đạo lý Nếu như chúng ta gặp được Duyên thù thắng Cái thù thắng này Đương nhiên Cái điều kiện đầu tiên Phải có lão sư tốt Vì lão sư Có tu Có chứng Có trí huệ có phương tiện thiện xảo, có phương pháp, có phương pháp giáo học rất tốt. Chúng ta phải gặp loại cơ duyên này. Sẽ đem thời gian tu hành của chúng ta rút ngắn. Chúng ta ở ngay trong một đời liền có thể có thành tựu. Không thể nghĩ bàn. Đây là sự thật Ngàn dạng lần xác thực Gặp được lão sư tốt Chính mình có thể thành tựu hay không Then chốt là ở chính mình Tôi thường nói Cái then chốt này Không gì khác Hiếu học, chịu học Chỉ cần chịu học Chỉ cần hiếu học không ai không thành tựu. Trong chiều học quan trọng nhất là phải tiếp nhận chỉ đạo của lão sư. Cái điểm này ở hiện tại nói cũng là một sự việc rất khó khăn. Cho nên đối với lão sư cần phải có tính tâm kiên định Tính tâm viên mãn Lão sư dạy bạn làm thế nào Chúng ta rất chăm chỉ nỗ lực mà làm Chắc chắn không trái phạm Như vậy mới có thể thành công Nếu như có nghi hoặc đối với lão sư Không thể hoàn toàn tín nhiệm Tu học của chúng ta liền bị tổn thất cùng đồng một lão sư tốt họ quyết không chỉ dạy một học trò họ dạy học trò rất nhiều tại vì sao có người thành tựu có người thì không thể thành tựu nhân tố trong đây quả nhiên rất nhiều thế nhưng một nhân tố quan trọng nhất khẳng định là ở y giáo phụng hành cũng chính là chúng ta ngày nay nói học trò nghe lời học trò tiếp nhận chỉ đạo người học trò này khẳng định thành tựu không thể tiếp nhận chỉ đạo nên gọi là bằng mặt không bằng lòng vẫn tùy thuận tri kiến của chính mình loại người này phần nhiều đều là người tương đối thông minh đó chính là ngạn ngữ thường nói thông minh lại bị thông minh hại. Người thông minh không bằng người thành thật, người thành thật thành tựu, người thông minh thất bại. Cái thí dụ này xưa nay trong ngoài chúng ta thấy được quá nhiều quá nhiều rồi. Cho nên hiểu rõ cái đạo lý này chắc chắn phải nghe giáo huấn của lão sư. Lão sư dạy chúng ta học thứ nào thì chúng ta ngoan ngoãn học thứ đó. Lão sư dạy chúng ta chăm chỉ học cái thiên này thì chúng ta chăm chỉ học cái thiên này. Cái này ở giáo học hiện đại thực tế là gì có. Giờ thời xưa ở Trung Quốc bởi vì ở trong gia đình Cha mẹ dạy Trưởng bối dạy bảo bạn Hiểu được tôn sư trọng đạo Cái hoàn cảnh tu học đó So với chúng ta hiện tại tốt hơn quá nhiều Cái hoàn cảnh hiện tại này Đề xướng Dân chủ tự do mở rộng Cái phiền phức này lớn rồi tùy thuận phiền não tập khí của chính mình tùy thuận ưa thích của chính mình tùy thuận yêu thích của chính mình không thể tôn trọng lão sư cho dù có thiên chức thông minh cũng rất khó có thành tựu đạo lý ngay chỗ này lục độ chúng ta ở ngay chỗ này đơn giản mà nói mọi người phải có một khái niệm chính xác bố thí là hy sinh phụng hiến hy sinh phụng hiến vô điều kiện vì nhân dân vì chúng sanh phục vụ đây gọi là bố thí ba la mật thứ hai thì giới chỉ giới là thủ pháp tuân thủ pháp luật tuân thủ răng dạy của lão sư còn phải tuân thủ mỗi một khu vực phong tục tập quán nhân tình thế cố của họ chắc chắn không có mâu thuẫn như vậy mới có thể hòa thuận cùng ở với người nên gọi là nhập cảnh tùy tục nếu như không thể tùy thuận cho dù là việc tốt cũng rất khó có thành tựu ở trong Phật Pháp chúng ta gọi là Tùy duyên Chỗ này trong trì giới có tùy duyên Vì thì chúng ta ở chỗ này Cùng các tôn giáo khác Tiếp xúc được rất nhiều Tôi có lúc nói chuyện với họ tôi nói phật giáo là từ ấn độ truyền đến trung quốc bái họa giáo người trung quốc chúng ta gọi là áo giáo dường như có người viết tiểu thuyết gọi là minh giáo đó đều là bái họa giáo cũng là vào triều nhà đường truyền đến trung quốc Hiện tại ở Trung Quốc không còn nữa Thiên Chúa Giáo Kỳ Tô Giáo vào triều nhà đường gọi là Cảnh Giáo Cảnh của phong cảnh Cảnh Giáo Đều là truyền đến Trung Quốc Giao triều nhà đường Tại vì sao không thể bén rễ Ở Trung Quốc Vì sau này Vì sao không còn ở Trung Quốc nữa Cái gì phải nên biết hiện tại Thiên Chúa Giáo cùng Kitô Giáo truyền đến Trung Quốc lịch sử không đến một trăm năm vào thời xưa truyền đến đã tiêu mất rồi tôi cùng nói chuyện với những lãnh tụ tôn giáo những mục sư của họ tôi nói các vị biết nguyên nhân gì không họ nghĩ không ra Tôi liền nói với họ Tùy duyên Phật giáo có thể tùy duyên Cho nên sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc Người xuất gia Ấn Độ Mặc áo trà hằng của người Trung Quốc Mặc y phục của người Trung Quốc Xây đạo tràng Xây theo kiểu dáng của người Trung Quốc Cho nên người Trung Quốc ưa thích Nhập cảnh tùy tục Đây gọi là trì giới Cho nên người Trung Quốc quan Anh cho nên giáo của họ có thể mở mang rộng lớn ở Trung Quốc thì chủ giáo Kitô giáo của họ nhất định muốn bảo thủ hình thức của nó không thể tùy thuận theo người Trung Quốc người Trung Quốc vừa thấy đó là văn hóa của người nước ngoài mà tự nhiên liền vẽ ra một đường giới tuyến rất không dễ gì tiếp nhận dần dần nó liền bị tiêu mất nguyên nhân chính là như vậy những người xuất gia cổ đại đều hiểu được giáo học của phật pháp nhất định phải thích hợp bổn thổ hóa hiện đại hóa đây là nhiều năm tôi giảng kinh thường hay nhắc đến nhất định phải hiểu được bổn thổ hóa cùng hiện đại hóa phải tôn trọng phong tục tập quán của người địa phương tôn trọng truyền thống của họ Chắc chắn không thể phá hoại Giúp đỡ họ Càng thêm hoàn thiện Càng thêm mỹ hóa Trong tâm của người liền hoan hỷ Vậy mới dễ dàng tiếp nhận Họ có chỗ tốt, có giúp ích đối với ta Chắc chắn không phải là sự phá hỏng Phật giáo bạn xem Mấy ngàn năm trước Phật Đà răng dạy đệ tử như vậy Hiện tại Phật giáo ở thế gian Phổ biến suy rồi Nguyên nhân suy là gì? Rất đơn giản Đem giáo huấn của Phật Đà Quên mất đi Cho rằng Cái hình thức này của chúng ta là tốt nhất Hình thức của người khác không như chúng ta Tách biệt không thể hòa nhập tạo thành khắp nơi đối lập với người Việc này Đối với Giáo học của Phật giáo sinh ra chướng ngại nghiêm trọng Hôm nay dẫn đến trì giới Mọi người đều chết ở trong danh tướng Nhắc đến giới Nhất định phải nghĩ đến năm giới, 10 giới 250 giới điều liền nghĩ đến những thứ này Càng nghĩ càng nhỏ hẹp Không biết được lục độ mỗi một điều Ý nghĩa của nó đều là rộng lớn Không có bờ mé Cho nên những danh từ này Ở chỗ nào vậy? giảng pháp thì không như nhau. Chúng ta nhất định phải hiểu được. Lục độ là Bồ Tát đạo. Bồ Tát là thượng cầu hạ hóa. Mỗi niệm cái cảnh giới đó đều là tận hư không khắp pháp giới. Làm gì mà nhỏ hẹp như vậy? cho nên ý nghĩa ở chỗ này quyết định phải hiểu được tôn trọng truyền thống của người khác tôn trọng văn hóa của người khác tôn trọng chế độ của người khác tôn trọng tập quán đời sống của người khác hòa thuận cùng sống với mọi người đối đãi bình đẳng Vì này quan trọng giữa người với người không bình Hòa thuận thì chắc chắn không thể làm được rồi qua bình Người toàn thế giới đều hô hào Hô hào mấy ngàn năm, mấy vạn năm Hòa bình không thể thực tiễn Do nguyên nhân gì? Không thể nào bình đẳng đối đãi. Việc này phải dựa vào giáo dục Đây chân thật là giáo dục thánh hiện Ở cái thế gian này Người sang phải giúp đỡ người hèn người địa vị thấp người giàu phải giúp đỡ nghèo nước lớn phải giúp đỡ nước nhỏ nước mạnh phải giúp đỡ nước yếu thế giới mới có hòa bình tôi lớn anh nhỏ anh phải tôn trọng tôi tôi xem thường anh thì làm gì có hòa bình chứ làm gì có thể có an định chứ cho nên hòa bình hai cái chữ này hoa là quả bình là nhân không có bình đẳng thì làm gì có hòa thuận phật nói pháp thường hay đem quả đặt ở phía trước nhân đặt ở phía sau vì sao vậy người thế gian xem trọng quả quả ắt có nhân phải hiểu được cái đạo lý này không chỉ người với người phải bình đẳng Người với tất cả động vật phải bình đẳng Người với cây cối, hoa cỏ cũng phải bình đẳng Giữa thiên địa mới có một mảng tường hòa Người nước ngoài gọi là từ trường Người Trung Quốc gọi là khí phận không khí tường hòa Cái này không có giáo dục thánh hiền Ai có thể hiểu được Cho dù có thiện căn Cho dù có thiên chức tốt Cũng không có cách nào Cho nên giáo dục là quan trọng đến như vậy Trong lễ ký, học ký Vì bảo chúng ta kiến quốc quân dân giáo học vi tiên lời nói này là đối với người lãnh đạo quốc gia mà nói bạn xây dựng một quốc gia nắm trong tay chính quyền việc gì là quan trọng nhất giáo học chỉ cần đem giáo dục làm cho tốt chắc chắn là xã hội an định thiên hạ thái bình nhân dân an lạc việc này phải dựa vào giáo dục chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này giáo dục phía sau đây nói là lục độ chi hành giáo hóa an lập chúng sanh giáo chính là giáo học hóa là thành tích giáo học người tiếp nhận giáo dục nó sanh ra biến hóa biến hóa khí chất hóa ác thành thiện hóa mê thành ngộ hóa phàm thành thánh cái giáo dục này thu được thành quả giáo hóa hai chữ này giáo là sự hóa là thành tựu như vậy mới có thể an lập chúng sanh chúng sanh mới có thể an thân lập mạng mà trong giáo học quan trọng nhất là giáo dục gia đình làm cha mẹ có trách nhiệm cha mẹ có thật yêu thương con cái hay không phải xem họ có khéo dạy bảo con cái hay không làm thế nào dạy bảo chính mình khởi tâm đồng niệm nhất cử nhất động phải làm ra tấm gương tốt cho con cái xem con cái khi còn trẻ ngày ngày nhìn vào cha mẹ cha mẹ nhất cử nhất động ảnh hưởng thân tâm của chúng cho nên giáo dục của nhà nho trung quốc bắt đầu từ thai giáo khi mẫu thân mang thai thì không thể khởi vọng tượng tâm địa thanh tịnh việc này ảnh hưởng rất lớn đối với thân tâm của trẻ nhỏ nếu như mẫu thân mang thai thường hay khởi tức giận trẻ nhỏ này vì sao liền biến thành trẻ nhỏ có vấn đề rồi khi mang thai nếu như mẫu thân tràn đầy yêu thương trẻ nhỏ này tương lai là người nhân từ ẩm thực cử chỉ đều phải lưu ý không nên phóng túng ảnh hưởng thai nhi sau khi trẻ nhỏ sanh ra chính mình càng phải nghiêm khắc câu thúc chính mình làm tấm gương tốt cho trẻ nhỏ Đây gọi là chân thật yêu thương con cái Người trẻ tuổi Hiện tại Không có người hiểu được những sự việc này Không chỉ chúng không hiểu Cha mẹ của chúng cũng không hiểu Có thể đến ông nội bà nội của chúng cũng không hiểu Đại cái có thể hiểu là ông bà cố nội trở lên đây là hiện tượng rất đáng buồn ngày nay giáo dục gia đình không còn con cái không nghe lời cha mẹ học trò không nghe lời của lão sư nhân công không nghe lời của ông chủ nhân dân không nghe lời chính phủ bạn nói xem việc này có phiền phức hay không Vấn đề này nghiêm trọng đến cỡ nào rồi Giáo dục trường học Cùng luân lý đạo đức tách trời Giáo dục xã hội Các gì xem qua báo chí Tạp chí ngày nay Tin tức phát thanh đường truyền Trong đó là những gì Bạn liền biết được trên thế giới này tại vì sao có thể có nhiều tai nạn đến như vậy vốn có nguyên nhân sau cùng chúng ta liền xem thấy giáo dục tôn giáo còn có thể cứu được hay không nếu như giáo dục tôn giáo cũng không thể cứu thế giới ngày tàn liền sắp đến chúng ta xem thấy giáo dục tôn giáo hiện tại phần nhiều đều rơi vào hình thức tôn giáo những nghi thức này giáo dục tôn giáo cũng không còn nếu như tôn giáo không còn giáo dục chỉ có nghi thức tôn giáo này là thuộc về mê tín chúng ta ngày ngày đi bái thần Thần dạy chúng ta cái gì không hề biết Chỉ biết thần có quyền quy rất lớn Ta phải định bợ họ Họ tốt đối với ta Nếu ta đắc tội với họ Họ muốn trừng phạt ta Đây gọi là mê tín Thần không phải cái ý nghĩa này Thần tuyệt đối không cần người định bợ họ Những thần thánh này Vậy chúng ta làm thế nào làm người chúng ta không hiểu chúng ta chưa học qua bạn xem không luận kinh điển của tôn giáo nào tôi đều xem qua thần thánh đều dạy cho chúng ta hiếu thuận cha mẹ ngay cả khi tô giáo đều không ngoại lệ bạn đi xem thánh kinh chúng ta không hiếu thuận cha mẹ chúng ta đối với hàng xóm bạn bè của chúng ta không có thiện tâm Đây đều là thần minh Cho rằng là hành vi cực ác Cho nên tôi thường nói Phật giáo là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa Lại xem qua bất cứ tôn giáo nào chúng ta đọc kinh điển của họ lại chẳng phải là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa hay sao cái gì gọi là đa nguyên văn hóa chính là những thần thánh dạy người chắc chắn không phân quốc gia không phân chủng tộc không phân tôn giáo đây gọi là đa nguyên văn hóa nội dung giáo học của họ bác đại tinh thâm bao gồm tất cả nếu chúng ta dùng tâm đi thể hội phải chăm chỉ mà học tập những việc trên đây đều bao gồm ở điều giới luật này ý nghĩa của trì giới thật sâu thật rộng chúng ta phải học tập ngày nay chúng ta yêu cầu xã hội này từ chỗ cực đoan không ổn định phải có thể quay đầu đến an định có phương pháp gì hiện tại phương pháp thật có nếu như vào thời xưa nếu diễn biến thành cục diện này ngày nay vì là thật thượng đế thần tiên đến đều không có cách gì đều không thể cứu hiện tại có thể hiện tại chúng ta có thể dùng khoa học kỹ thuật cao lợi dụng truyền hình vệ tinh để truyền phát giáo học chân thật có tám cái mười cái chân thật Có học vấn Có đạo đức Những thiện tri thức này Đáng được đại chúng xã hội Sùng kính Mời họ Ở đài phát thanh vệ tinh Mỗi ngày Giảng 2 giờ đồng hồ Vì người toàn thế giới Giảng 2 giờ đồng hồ Tôi tin tưởng thời gian một năm Thiên hạ thái bình cho nên hiện tại làm được công cụ tốt đến như vậy chúng ta phải hiểu được cách dùng mỗi ngày lên lớp cho mọi người mỗi ngày giảng đạo nói kinh cùng mọi người để mọi người tỉnh ngộ ra buông bỏ tự tư tự lợi buông bỏ truy cầu danh vọng lợi dưỡng truy cầu hưởng thụ năm dục sáu trần buông bỏ tham sân si mạng học phật bồ tát học thánh hiền nhân học người tốt Để cứu giảng kiếp giận của thế giới này Cho nên đây là sự gì có thể làm đến được Chính ngay người Có tâm đi làm Tiếp theo khoa mục thứ ba Nhẫn nhục Nhẫn nhục Cái ý nghĩa này là tâm nhẫn nại thế suốt thế gian tất cả pháp thành tựu đều phải nhờ nhẫn nại càng là đại sự càng phải có lòng nhẫn nại trong đại sự đại sự thứ nhất là chính mình thay đổi tự làm mới trước tiên phải có lòng tin đối với chính mình tin tưởng chính mình nhất định có thể thay đổi tự làm mới tin tưởng chính mình nhất định có thể chuyển phàm thành thánh trước tiên phải xây dựng cái tính tâm này nhà phật nói rất hay việc thứ nhất phải tin tưởng chính mình tin tưởng ta có thể Ta có thể học Phật. Ta sẽ học được giống như Phật vậy. Ta có thể học thần, ta cũng có thể học được giống như thượng đế vậy. Thượng đế làm thế nào yêu thế nhân? Thứ hai gọi là tin tha. Chữ tha này chính là lão sư. Chúng ta học Phật thì phải tin tưởng phật bồ tát tôn giáo đồ nhất định phải tinh thần tin chính mình lại tin giáo huấn của thánh hiền chúng ta y theo dẫn đạo của họ y theo giáo huấn của họ chúng ta ở ngay trong một đời này chắc chắn có thể thay đổi tự làm mới chắc chắn có thể thành tựu Thầy từ ngay chỗ này mà làm Ngày ngày đều đang học tập Đời đời kiếp kiếp đều đang học tập vĩnh viễn không có dừng nghỉ Đây gọi là tinh tấn Thế gian cầu học Tiểu học học 6 năm tốt nghiệp rồi Trung học 3 năm cũng có thể tốt nghiệp Đại học 4 năm cũng có thể tốt nghiệp Trong giáo học Phật Pháp không có tốt nghiệp Dĩ viễn đang học tập Đời đời kiếp kiếp đang học tập Mãi đến thành Phật có tốt nghiệp hay không Vẫn là chưa tốt nghiệp Lời nói này nói thế nào vậy? Sau khi thành Phật Phật muốn biểu diễn làm học trò cho người khác xem Ngài đã tốt nghiệp rồi Tốt nghiệp vẫn phải làm lại từ đầu Đó là làm cho người khác xem Đây gọi là Đại Từ Đại Bi Việc này trong Phật Pháp gọi là Thừa Nguyện Tái Lai Thích Ca Mâu Ni Phật Thì hiện tám tướng thành đạo Chính là cái ý nghĩa này Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật